Rồi cậu, ôi trời ơi, con bắt được cậu đây rồi. Cậu để ông đây. Con phải về đây chú. Việc rồi. Ôi, có việc quan trọng. Con đang làm việc. Việc này không quan trọng bằng việc của con. Cậu cứ để xuống đây. Thôi thôi thôi. Cậu chờ tôi chú. Cậu đi. Ôi giời, ôi khổ lắm cậu ở đây. Wow, cháu đang làm việc. Chú kéo tôi đây có chuyện gì? Khổ lắm. Chuyện này nó còn quan trọng hơn. Mà cháu nói với cậu rồi, cậu là cậu, cháu là cháu, cậu là cậu của mấy anh, không thể xinh hô bừa bãi như thế được. Khổ thế chứ này. Thế có chuyện gì? Cậu đã biết cái thông tin gì tuyệt mật của cái cuộc thi này chưa? Thông tin gì? Ui, có thông tin dò dỉ từ Lão Huy Anh là chủ khảo cái cuộc thi lần này. Trời ơi, ông ấy hùng hồn, ông tuyên bố là trong cái kỳ thi này không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Phải nói là Cái gì đấy? Vẫn trượt bình thường. Trượt cái gì? Ui giời, cậu phải làm thế nào? Cậu không chống trượt cho Mỹ Anh, Mỹ Anh bóp cổ cháu chết. Đã học lái xe, tính mạng con người là trên hết. Phía sau tay lái là gia đình. Ui giời, trượt đi lại. Ui giời, ôi như cơm mà. Con thi đỗ. Em uống cái chai nước rong biển này đi cho nó đỡ phấn khích. Cảm ơn. Ngon không? Ngon. Này, em thi đỗ rồi đấy. Tuyệt vời, chúc mừng em. Đỗ muốn xe đấy. Đỗ rồi. Xe hả? Có xe, nhưng em phải để cho anh khất vài hôm. Im mồm. Nói bao nhiêu lần rồi, khất là tên bố em đấy. Là anh rể của cậu em đây này. Đúng rồi. Ông lái xe đây này. Đúng rồi, quên. Thôi được rồi, cứ bình tĩnh, có xe. Nhưng cứ để anh hoãn vài bữa nữa, khổ. Im một. Hoãn là tên bà nội em đấy, nói bao nhiêu lần rồi. Ui gì, khổ thế nhỉ. Thì... được rồi, em cứ bình tĩnh để cho anh tính. Nói cho mà biết nhá, con này ấy, chỉ cần gật đầu một cái thôi là các doanh nhân xếp hàng tặng xe. Khổ quá biết. Biết số điện thoại hay không? Chỉ lạ gì, Nguyễn Thành Phước, bạn anh. Anh Phước à? Cái gì thế? Thế hôm trước anh bảo em là thi đỗ thì anh tặng cho em cái xe gì nhỉ? Porsche đúng rồi. Giải biết đi chứ. Alo, Phước à? Tôi Hiệp đây. Tôi đã bảo Mỹ Hạnh là của tôi rồi. Hả? Trêu á? Trêu thì được chứ lại... thế nhá. Trêu đi, cái tưởng. Được rồi, biết số điện thoại không? Ôi giời, lạ gì? Số ông Huy Anh chủ khảo cái cuộc thi này chứ gì mà game đi. Anh Huy Anh à? Anh ơi, em thi đỗ rồi đấy. Hôm trước anh hứa anh mua cho em cái xe gì nhỉ? Tôi đưa đây đi xe này. Alo, ông Huy Anh à? Tôi Hiệp đi. Ông nổ gì? Tôi đã bảo rồi, đây là bạn gái tôi. Đùa gì? Đùa thì còn được. Nó đùa đi em đi. Đùa? Bế vẩn. Đây, có biết số ai đây không? Biết. Tôi quyết hả? Lại. Em đúng là không biết cái thông tin gì. Đang bị cơ quan điều tra người ta vào cuộc đấy. Lò đang cháy như thế thì em gọi điện cho nó gì thì thông tin liên quan người ta bắt đi gì thì... vẫn... Được rồi, số này chắc chắn anh sẽ không biết. Đâu? Đây. Thằng nào ấy? Giàu hơn Quyết nhiều. Anh à. Thôi được rồi, tắt đi không? Anh xin em. Anh lại em. Được rồi. Ủa xe. Bao giờ có? Thì bao giờ có?
cho anh coi chứ. Một phút thôi. Một phút là bao giờ? Thì anh nói là cho anh xin một phút. Ôi. Ngỡ anh hoài, đợi anh mãi, sao anh hững hờ. Chuyện chúng mình giờ nước mắt thay lời chia ly, khóc người ra đi. Trời mộng thời gian hỡi nửa vầng trăng rơi để tình đơn côi đêm dài vầng trăng lỡ lửng trên đầu vầng trăng ơi người thương ơi vầng trăng xưa sao không còn nữa. Anh ra đi như nói một lời, giữ một lời cay đắng trong em. Dòng sông ơi, tình yêu ơi, dòng sông này giống người tình phụ. Khi xa nhau em hiểu tình đời. Dòng sông lặng nhìn vầng trăng xa khuất chân trời, hẹn trăng về tìm giây phút xây mộng yên đương nói lời yêu thương. Ôi quê hương xinh đẹp muôn đời, con sông trôi rơi về biển cả. Người sao ngỡ nói lời chia xa để tìm phôi pha. Vầng trăng lỡ lưỡng trên đầu, vầng trăng ơi, người thương ơi, vầng trăng xưa sao không còn nữa. Anh ra đi chưa nói một lời, giữ một lời cay đắng trong em. Dòng sông trong đây giống người tình phụ, khi xa nhau em hiểu tình đời, tình tựa như áng mây trôi, để nụ cười heo hắt trên môi. Dòng sông lặng nhìn vầng trăng xa khuất chân trời, hẹn trăng về tìm giây phút xây mộng yên đương nói lời yêu thương. Ôi quê hương xinh đẹp ngàn đời, con sông trôi xuôi về biển cả. Người sao ngỡ nói lời chia xa để tình sống ở nỗi lời chia xa để tìm.
tiền nợ ông của chị đấy đúng không? Đúng rồi đấy, thế nhưng mà không đòi được đâu. Ông đòi nó bao nhiêu lần rồi? Ôi trời, thì tôi cũng đã đòi đến gần 20 lần rồi nhưng mà bất lực. Ông không đòi được thì để tôi. Này, thế nhưng mà mình đòi bằng cách nào? Tôi sẽ mang linh cữu đến để ở trước cổng nhà nó. Úi dồi, như thế không được đâu, vô liêm sỉ lắm. Vô liêm sỉ? Thế nhá, tôi sẽ thuê xã hội đen. Úi dồi ôi, như thế cũng không được, thất đức lắm. Cách này không được, cách kia không được, tôi đi báo công an. Cách ấy lại càng không được, vì không có bằng chứng. Úi dồi ơi, sao ông cho mày ngu thế? Lão Thắng, Lão Thắng đâu? Đây, giả nợ đi. Lão Hào lại sát đòi nợ đấy hử? Về trả nợ đi. Đã bảo bao nhiêu lần rồi là khi nào có tiền người ta sẽ chủ động vác mặt sang người ta ra. Đằng này váy có mỗi chỉ vàng suốt ngày đòi ở bầm. Ông không biết ngượng à? Ông không có liêm sỉ à? Cu nhai chay bữa kêu gì đấy hả? Đúng mặt thầy thấy chưa? Mà cả đứa con mù đồng nát này nữa, nhà không có sắt vụn đâu mà bán nhá. Đừng có đến đây xong ngày con Linh nhà tôi nó lại hiểu lầm, nó bảo tôi lén phém với mụ, nó chửi cho thì dại mặt nhá. Ấy chết rồi, ông Thắng sao ông lại nói thế? Dạ tôi xin giới thiệu với ông, đây là Môn, vợ sắp cưới của tôi. Báo cáo với ông, hôm nay tôi sang đòi nợ ông cũng chỉ là phụ thôi. Cái chính là 2-3 âm lịch tháng này vợ chồng chúng tôi tổ chức đám cưới. Thế cho nên là tôi sang trân trọng mời ông và cháu đúng cái ngày 2-3 âm lịch tháng này ông đến dự đám cưới với vợ chồng tôi cho nó vui. 2-3 âm lịch tháng này. Vâng. Ông tổ chức đám cưới. Vâng. Này này, dẹp, không có cưới hỏi hết nhá, bỏ ngay. Ông có biết ngày 2-3 âm lịch tháng này cũng là ngày tôi tổ chức đám cưới cho con Linh. Hai thằng cùng làng tổ chức đám cưới chung một ngày là món đấy. Thế sao ông cũng tổ chức đúng vào ngày đó mà ông lại không xin ý kiến của tôi? Ông là cái đéo gì mà tôi phải xin ý kiến ông hả? Con Linh nhà tôi là nó cưới con nhà Hào Môn ấy nhá, không phải đùa đâu. Nhưng mà bác ơi, vợ chồng em cũng là Hào Môn đấy ạ. Úi giời ơi, Hào Môn kia nó là công, Hào Môn này nó là cú, cú là con đòi đú mới công dẹp nhá. Thôi thì ông không xin ý kiến tôi thì tôi xin phép được xin ý kiến của ông. Ý kiến gì? Ông có thể rời cái ngày đám cưới con ông sang ngày khác được không? Nếu mà được ấy thì tôi sẽ xí xóa cho ông một chỉ. Thế thì tôi cũng xin trả lời ông luôn là tôi đéo đồng ý đấy. À, thằng này nói luôn cho vợ chồng nhà Hà Môn Cú biết nhá, nhà đang có việc đấy nhá, cho nên cấm tuyệt đối từ ngay đến hết ngày 2-3 âm tháng này, không được đến đòi nợ, nghe chưa? Không là thằng này cũng đúng cái ngày 2-3 âm tháng này đã đến phá cái đám cưới của đôi này đấy nhá. Đừng có đùa với thằng này, thằng này nói là làm. Thế lực thằng này đang cao đấy nhá. Bác, thôi em xin bác đừng phá đám cưới của vợ chồng em. Cái chỉ vàng bác nợ vợ chồng em, vợ chồng em xin được biếu bác, vợ chồng em không lấy nữa. Cái gì hả? Dạ, cái chỉ vàng bác nợ vợ chồng em nhá. Vợ chồng em xin biếu bác. Hả? Vợ chồng em mấy chục năm mới có một ngày rổ giá cặp lại, xin bác đừng phá, thế chúng em mất mặt lắm ạ. Cho gì biếu gì thế đi, tôi xin, tôi cảm ơn. Dạ thưa cô và gia đình, là bên cháu đã có rất nhiều cái kinh nghiệm tổ chức đám cưới cho các giới siêu sao, ngôi sao, các nhà khoa học cũng như giới siêu giàu trong và ngoài nước rồi cô ạ. Chính vì thế nên là cô mới tìm đến chúng mày. Này, nhưng mà hôm nọ nhá, tổ chức cái đám cưới cho cái thằng đại gia Dubai đang đến cái đoạn cắt bánh thì để mất điện. Dạ. Cô là cô không đồng ý thế đâu nhá. Dạ vâng ạ, thì cháu xin hứa với cô rằng là trong cái đám cưới đợt tới này của con trai cô, chúng cháu sẽ không để một hạt sạn nào xảy ra. Tốt. Dạ vâng ạ, dạ. Tôi bây giờ trình bày cái menu cho cô nghe xem nào. Dạ thưa cô, là bên mình đang đặt bên cháu là thực đơn chính là 40 món cô ạ. 40 món à? Dạ. Thôi bây giờ thế này nhá, chỉ đặt cho cô 20 cái món chính thôi, còn 20 món phụ là cô chỉ cần nói là cho cô hiểu ngay ấy. Dạ vâng ạ. Dạ thưa cô rằng là món thứ nhất bên mình đang đặt bên cháu là món súp bào ngư. Súp bào ngư có giá vàng không?
Dạ, cháu chưa thức ghi giáp vàng ạ. Ôi dồi ôi, giáp vào khẩn trương, dạ. Giáp luôn vào cho cô. Dạ vâng, cháu nốt vào đây ạ, giáp vàng giáp rồi vàng. Ạ. Dạ thưa cô, là món thứ hai là món bò tùng xẻo ạ. Món này gia đình mình đang yêu cầu là giáp bạc ạ. Giáp bạc ạ? Dạ vâng ạ. Bỏ bạc đi, giáp vàng. À, giáp vàng ạ cô. Giáp vàng, dạ vâng ạ. À, món thứ ba, đó rằng là món châu chấu Úc đột biến nguyên cánh nguyên càng, có giáp vàng rồi ạ. Châu chấu Úc mà lại còn giáp vàng á? Dạ. Thôi mày gỡ vàng ra cho cô nhá. Gỡ vàng à cô? Cái con châu chấu đấy chỉ cần rang lên bắt đầu đã vàng rồi, việc gì phải ra. Dạ vâng, dạ. Dạ vâng ạ, con ghi ở đây ạ. À, gỡ vàng gỡ rồi vàng, ạ. Gỡ vàng, đúng rồi. Dạ vâng, món thứ tư, đó là món đại bàng Nam Phi xào hành dăm, có giáp vàng ạ. Úi, khổ quá, cô đã bảo rồi, cái món này là bỏ cho cô. Sao lại bỏ cô? Ôi trời ơi, tất cả những mà cái món mà nó thuộc về động vật quý hiếm ấy là nó nhạy cảm lắm, bỏ luôn cho cô. Bà này, mày làm thế là mày giết chú đấy nhá. Cô ơi, cô yên tâm, cháu đã thay ngỗng bằng đại bàng rồi, chứ bên cháu lấy đâu ra đại bàng mà làm cô. Không, cô cứ bỏ cho cô nhá. Dạ vậy thì là mình cứ nói là món ngỗng xào hành dăm cô. Không, hèn lắm, không làm cái món đấy. À dạ vâng, thế thì cháu ghi vào đây ạ. Bỏ rồi ạ. Dạ. À vâng, món tiếp theo đó là món trứng uyên ương lộn. Dạ, thì theo cháu cái món này lúc mình luộc lên nó đã vàng sẵn rồi, chắc là mình sẽ không phải rát vàng nữa đúng không cô? Không, trứng uyên ương lộn nên là phải rát vàng. Không rát vàng thì tành lắm, không ăn được. À dạ vâng, vậy thì cháu nốt vào đây ạ. Có rát vàng rồi đúng ạ. Rồi. Dạ vâng. Thôi bây giờ này nhá, tóm lại ấy là 20 cái món chính là rát vàng hết cho cô. Dạ vâng ạ. À trừ cái món châu chấu là không rát vàng nhá. Dạ vâng. Dạ. Đấy. À, dạ vâng, vậy thì cháu xin phép cô. À, cháu trở về đơn vị củng cố lại hồ sơ thực đơn và cháu mang qua đây xem cô ký giúp cháu, xong cô tạm ứng cho ngỗng một ít cô nhé. Về làm lại hồ sơ đi. Dạ. Xong mang qua đây cho cô. Dạ. Cô thanh toán luôn cả một thể, làm cho nó tử tế chứ gì mà phải ứng. Dạ vâng, may quá, cảm ơn cô. À thưa sếp này. Dạ. Cô bảo tất cả những món rau mà có hình ống ấy, dạ, là nhớ sắp vàng cho cô. Dạ vâng, nhớ chưa? Dạ vâng, cháu nhớ rồi ạ. Kể cả cái món xe đạp gà đấy. Này, chúng mày đi đâu mà chạy cứ như ma đuổi thế hả? Ôi trời ơi, còn kinh khủng hơn cả ma đuổi. Ma đuổi phải trả lại tiền bác ạ. Nó còn kinh khủng hơn cả khủng bố bác ạ. Ồ, chứ tao tưởng họ nhà chúng mày hôm nay có dỗ, ăn cỗ to lắm không à? Đúng, cả họ nhà em ăn cỗ. Nhưng mà tất cả tại đâu hại kìa. Tự nhiên nhắc cái chuyện đấy là mấy con quỷ cái đứng lên. Ừ. Tao có thấy đứa chó nó đuổi đâu, chúng mà chúng mày chạy cứ như là chó tổ chức ý. Thế chứ có ai đuổi chúng mày? Ờ đúng rồi, ra xa thì không. Ôi. Ơ, mà tao nói cái gì đâu mà con vợ tao nó điên khùng khùng thế nhỉ? Bác bảo ăn cỗ xong, anh em mình đi hát karaoke còn gì nữa. Ừ. Mà này, lúc mày nói cái gì mà vợ mày hất cả cái bát canh vào mặt thế? Hả? Tại bác Hạnh ấy nè, bảo ăn cỗ xong đi hát. Mà tao bảo là chỗ đấy có tay vịn đâu, thế là nó úp thẳng bát canh vào mặt thôi. Ừ. Ơ, tao có nói gì đâu, mà con vợ tao nó cho cả cái guốc cao gốc vào mặt tao này. Ơ, thế bác không nhớ à? Bác chả khen là xôi của con Xuân còn to hơn cả đĩa xôi ở Mông Cổ này. Ừ. Ôi trời. Thế thì các chú bị vợ nó đàn áp như thế thì vứt. Ôi trời. Này, như anh mày đây này, nhá. Riêng anh nhá, nói một vợ phải hiểu hai, nhá. Mà anh vả một phát thì vợ nó phải nhớ một năm. Mà anh đâm một nhát thì nó phải nhớ cả một đời, nhá. Tao nói thế có đúng không vợ? Dạ. Chồng nói gì cũng đúng ạ. Chồng mà có nói sai thì chồng vẫn đúng 100% ạ. Ừ, đúng 100% đến nước ấy. Dạ vâng ạ. Dạ nước của chồng đây ạ. Úi giời ơi, không phải nước này. Nước khác cơ mà. Dạ, thế chồng uống nước ngọt đúng không ạ? Úi giời, sống với chồng bao nhiêu năm bây giờ chồng uống cái nước gì mà cũng không biết. Úi giời ơi, đời thằng này không bao giờ phải uống nước ngọt. Thế ở với chồng bao nhiêu năm rồi bây giờ chồng hỏi uống nước mà bây giờ không biết là chồng uống cái nước gì à? Dạ, em hiểu rồi ạ. Rượu phải không chồng? Thế không rượu thì nước tiểu à? Quá vớ vẩn. Ôi giời. Uống cái rượu này. Nó nhạt hơn cái chai buổi sáng không?
Đây, trả cả cái chén buổi sáng đây. Dạ, em xin ạ. Ui, bác cậu ơi, bác oách rồi đấy. Nhìn vợ chồng bác mà em thèm giỏ hết cả dãi. Ừ. Ôi này bác ơi, thì vợ chồng mà cũng phải trả tiền ạ. Ôi, tuy là quán nước của nhà tao nhá, nhưng mà vợ tao nó bán hàng, tao ăn, tao uống cái gì tao vẫn cứ phải trả tiền. Thế thì con vợ nó mới sợ. Là thật đấy. Bác Trọng là bác nổi tiếng là sợ vợ nhất làng. Hôm nay tự dưng là cứ bật vợ tanh tách. Chắc là bác ấy thấy anh em mình ở đây làm thế cho ai thôi. Ê, vứt vứt. Đời anh này nhá. Đời thằng anh mày mới không bao giờ cần oai với ai cả. Nhá. Các chú ấy có một cái sai lầm lớn nhất trong cuộc đời là các chú lấy phải mấy cái con vợ gọi là vợ nông thị. Đấy. Mấy cái con nông thị là nó nửa quê nửa tỉnh. Đấy, cho nên nó khổ quen rồi, bây giờ nó sướng một tí thôi là nó cũng không chịu được. Đấy, như con vợ anh này, đấy, anh lấy con nhà Trâm Anh Thế Việt, nó sướng từ bé, nó oai từ bé. Thế cho nên bây giờ nó có cần sướng đâu, nó chỉ thấy khổ thôi. Thế vợ bác là con nhà ai đấy? Nó hỏi con nhà ai kìa. Dạ, bố em ngày xưa làm thứ trưởng, chuẩn bị lên chức thứ trưởng thì đột ngột bị cắt chức về hưu. Bác cậu ơi, càng nói em càng hâm mộ bác. Bác có cách gì mà nói vợ cứ nghe răm rắp. Này, anh nói với các chú nhá, anh được như ngày hôm nay này, anh cứ bỏ ra cả đống tiền học phí để học có cái ngày vinh quang hôm nay, các chú tưởng tự nhiên mà có đấy. Cái bác học ở đâu bác chỉ cách cho bọn em với. Này, được như bác ấy mất bao nhiêu tiền bọn em cũng chi. Đấy là anh học của ông thầy anh, cái ông thánh chửi vợ ấy, biết không? Không ạ. Ông thầy anh nhá, đã không chửi vợ thì thôi, mà ông đã chửi thì gọi là siêu ngoa siêu kinh tởm luôn đấy. Các chú biết là cái ngày mà anh đi học ấy nhá, ông ấy mang vợ ông ấy ra đấy để làm giáo cụ trực quan, thế mà ông ấy chửi vợ ông một phát bay mặt luôn. Làm gì có chuyện đấy. Thế các chú từ xưa giờ chưa nghe thấy người ta nói là chửi cho bay mặt? Nghe thì nghe rồi ạ. Đấy, chửi cho bay mặt là chính ông thầy anh chửi bay mặt vợ đấy. Kinh không, anh đảm bảo với các chú nhá, mỗi một khóa học chỉ cần bỏ ra 1.000.000 đồng thôi, đảm bảo nhá, hôm sau về các chú nhá chửi vợ mầm luôn. Được như bác à, 1 tỷ một khóa mà về chửi được con vợ à, bọn em cũng sẵn sàng. Ồ, thế ba anh em mày có thích học không? Có ạ. Ờ, nếu mà thích học thì để anh gọi điện cho thầy anh đăng ký cho mà học. Đảm bảo nhá, học một khóa thôi nhá, về nhá chửi vợ như hát hay luôn. Đây anh bật loa cho các chú nghe này. Đấy, ông thầy anh ông chửi hay lắm. Alo, ăn con lô con đẻ. Alo, có phải thầy thánh chửi vợ đấy không ạ? Ơ thì không phải tao thì là thằng chó nào đấy. Mà tao nói cho mày biết nhá, mày gọi điện cho thầy, mày hỏi có phải thầy không, thì tao cũng trả lời mày luôn là tao không phải là thầy nhá. À, dạ vâng ạ. Mà mày có việc gì mày hỏi thánh thì mày cứ hỏi luôn đi. Nhà bao việc. Dạ thầy ơi. em có mấy anh bạn. Biết rồi. Học chửi vợ đi. Lôi tất cả lũ chỗ đó lên đây. Chỉ cần một khóa thôi là chửi được luôn. Nhà bao việc. Vâng thầy. Đấy, tắt máy rồi. Ông ấy cũng đánh đá lắm. Đấy, anh đăng ký cho các chú thôi đấy. Bọn mày cứ chịu khó nhịn nhục nốt hôm nay nhá. Ngày mai đi học xong nhá, đảm bảo nhá, về chửi vợ gọi là như hát hay luôn. Thế thì tốt quá. Nhưng bác bán cho em mấy túi thạch đi. Em đem về cho các cụ ăn cỗ xong mà tráng miệng. Dạ vâng ạ. Thế này, bố trí là phải học luôn, học ngay tức khắc không ạ. Nha. Đây, của anh đây ạ. Em ơi, em xin em cảm ơn bác á. Đi về. Em chào bác. Em chị. Này, đến câu về. Đấy, con mẹ mày thấy chưa? Làm thằng đàn ông mà không có mưu ấy, mẹ nhục lắm. Biết rồi, bố mày nhỏ nhưng mà có võ. Các cháu ơi, anh chào các cháu. Lời đầu tiên, thầy xin hân hoan, trân trọng chào mừng tất cả các em đến với khóa học nghệ thuật chửi vợ siêu to, siêu cay, siêu ngoa, siêu khủng và siêu lợi hại ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thầy xin tự giới thiệu. Tên thầy là Lu Vân Loa, tính tình rất là hiền hòa, thích bay nhảy hát ca, nhạc thích nhất là Lambada. Trẻ là thầy công tác ở bên Nga, còn bây giờ ra là thầy vào luyện chửi vợ. Sở thích của thầy là tán gái, quá chồng để cặp bồ thoải mái. Vợ thầy tôi năm ngoái bởi căn bệnh hiểm nghèo, mồ ối nằm còng queo như con mèo chết đuối. Trong những giây phút cuối chẳng ăn được cái gì, nói vài lời từ ly, thế rồi đi và đứt. Các em ạ, phương châm
và cũng là sở thích của thầy, đó là yêu sự tan tác, ghét sự thủy chung, cứ bất bình lung tung là thầy chửi, đúng không? Đấy. Thì trước khi vào với nghệ thuật chửi của ngày hôm nay thì chúng ta phải làm gì? Là phải nói xấu vợ, đúng không? Dạ thưa thầy, cho em hỏi là nói xấu vợ như thế nào ạ? Thằng này ngu, nhai kẹo cao su và rốt. Đã gọi là con vợ thì con vợ nào chả giống con nào, đúng không? Đã gọi là con mà đi thì con nào chả có khuyết điểm, đúng không? Trông thì mặt rất là hiền nhưng con nào cũng mở miệng đòi tiền anh ơi. À, dạ thưa thầy, mình nói xấu vợ trong hoàn cảnh nào và khi nào thì mình được chửi ạ? Thằng này cũng ngu, có thầy có bú mà ngao du với những thằng rốt. Là vì sao? Cái điểm yếu cố hữu của người vợ đó là gì? Chỉ thích khen, chỉ thích ninh và rất sợ nói xấu. Cho nên mình phải làm sao? Nói xấu từ thành thị tới nông thôn, từ sân gôn tới sân bóng đá, từ Thanh Hóa lên tận Tuyên Quang, từ Hà Giang nói sang Yên Bái, từ Móng Cái đến mãi Cà Mau, bất cứ đâu đâu mình cũng đều nói xấu, đúng không? Vỗ tay. Mà trước đây thầy cũng như các em đấy cũng đã từng chịu nhục. Chính vì chịu nhục cho nên thầy mới phải vục để đứng lên. Các cô đã nói rồi, trai khôn lấy được vợ hiền, như nhặt được tiền như trúng được lô. Thầy dạy lấy con vợ ngu, mấy lần nó dọa cắt nhưng mà không thành. Vợ thầy nó đều lắm các em ạ. À, vui nó cũng đánh, buồn nó cũng đánh, phấn khởi nó cũng đánh. Đấy, kể cả đang ăn cơm nó cũng đánh. Có nhiều hôm đấy, đấy hai vợ chồng vừa mới lao động xong, phấn khích phấn khởi, nó đánh thầy luôn. Thầy hỏi tại sao lại phấn khởi lại đánh? Sao lại đánh thầy? Nó bảo đánh để cảm ơn. Mà đấy nhá, thậm chí có những hôm như thế này, thầy đang ngồi ở nhà xem tivi, từ đâu nó về nó xông phi ngay một phát vào mặt. Ủa, tại sao phải đánh? Thầy sao lại xông phi vào mặt thầy ạ? Thầy hỏi tại sao lại phi? Thì nó bảo là nó vừa trúng lô. Ồ, thế ạ? Thế ạ? Đúng không? May nó còn trúng lô, chứ nó mà trúng ô tô thì nó phải dùng vô nó đập. Mày quá ai? Mày thế. Nó lại cho mình đau về thể xác. Bây giờ nó lại còn cho mình tan tác về tinh thần. Là sao? Nó ra tận ngoài cổng này nó nóc vé. Vé như thế nào ạ? Vé. Nó đọc thế nào nhỉ? À, chồng người đi Pháp, Hồng Kông. Chồng em như con chó chạy rông suốt ngày. Chồng người thịt nạc da dày. Chồng em chẳng khác nào cái cây mất răng. Ơ thầy ơi, đấy là vợ thầy chửi thầy đấy chứ? Ơ, chính vì vợ thầy chửi thầy nhiều quá, thầy cảm thấy nhục nhã quá, cho nên thầy mới soạn ra một cái giáo trình là nghệ thuật chửi vợ. Quá tốt. Cái phương pháp mà dạy của tôi ấy, là nó để cho các em rất nhanh tiếp thu, rất nhanh hấp thụ. Đấy, tôi không nói nhiều. Riêng tôi đã dạy cái gì tôi không nói nhiều. Nói nhiều làm gì? Nói nhiều thì người ta không hiểu, thì mình nói nhiều làm gì? Là vô tích sự, đúng không các em? Không nên nói nhiều, không nên bàn nhiều, không nên liên thuyên cả la xí là đủ kiểu, không hay, đúng không? Cái giáo trình của tôi này nó là cũ rồi, nhưng cũ người mới ta. Thằng nào vào ế á thì ra ngoài mà bình luận, đúng không? Này, các em có thích tôi thực hành ngay tại đây không? Có. Mẹ ơi! Dạ! Bố thằng cu cho gọi em ạ. Ờ, thì tôi không gọi mẹ thằng cu thì được, tôi gọi cái bu của thằng hàng xóm. Nào, chào các thánh chửi tương lai đi. Dạ, à, em xin chào các thánh chửi vợ bao tử ạ. À. Mặt này, mặt sao cứ ghét thế chứ nhỉ? Cứ mỗi lần tôi nhìn thấy cái mặt mụ này là tôi cảm thấy nó muốn nó sốc lên máu lên não. Là thế nào nhỉ? Mà tôi cảm thấy tôi rất là phục tôi. Bao nhiêu năm nay rồi, tôi quá dũng cảm. Tôi sống với một con người mà để tôi ghét như thế này. Tôi ghét cay ghét đắng. Vợ người khuya sớm tạo tân. Vợ thầy vừa dốt vừa đần lại vừa ngu. Mở miệng tiền là tịch thu. Tại sao lại có cái đứa nó ngu nhất làng? Đây, hậu quả hôm 8 tháng 3 nó phấn khích, nó tung ba cú đòn. Nói ra thì nó bảo nó cần nể các con, không thì nó đập cho không còn một cái răng. Đấy, cái hôm 20 tháng 10 cả ngày nó cứ nói cười liên thuyên. Nó bảo ước gì có cái dây chuyền đem ra chợ bán lấy tiền đánh lô.
ước gì có cái đồng hồ để xem giờ giấc hẹn thằng bồ ở nhà bếp. Đấy, đây này, tán nó. Mất ba đôi dép tông, mất không năm tả thóc, khóc ròng rã mấy tháng rồi, nó mới chịu về nhà mình. Cái hôm cưới, đúng không? Cái hôm cưới người ta đang cần cái sự hoành tráng, cái sự tráng trọng. Ông trưởng ban tổ chức, ông đang lên ông phát biểu rất lịch sự, lịch thiệp, mà thêm cái phần xúc động như này à. Nói gì ạ? Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn họ hàng gần xa, bà con khối phố, họ hàng bên nội, họ hàng bên ngoài, hội phụ nữ, hội phụ lão, các cháu thiếu niên nhi đồng đã không quản ngại đường xá xa xôi đến đưa tiễn cháu chúng tôi là cháu thoát thị y về nơi yên nghỉ cuối cùng bên nhà chồng. Đang lúc như thế, ý là tự nhiên nó phấn khích lên, chẳng hiểu sao con này nó ngu. Thế này cái loại người kiểu gì mà nó lại rốt như thế. Nó ra nó giật ngay cái mic của ông trưởng ban tổ chức, nó bảo là cô dâu xin hát bài Hâm không chịu được. Biết được cái tính hâm của nó ngày hôm đấy thì đã muộn rồi. Thế thôi, mình nể nó là vợ mình, nếu cứ để nó ra nó hát. Thì ra để giới thiệu cái gì này, tông tở đấy nè. Cô dâu xin hát bài Áo em chưa mặc một lần. Lợn về người, nhà thì phú quý giàu sang, tự nhiên này phang cái bài Áo em chưa mặc một lần, hóa ra từ bé đến giờ nó cởi trần à. Ngu. Đã thế thì còn ông bố mình chứ. Ông bố đấy. Ê, tự nhiên thấy con dâu như thế để tưởng là ra để cứu con trai. Như thế nào, thương con trai thì phải làm như nào. Hóa ra lại bảo, sao đây, bố chú rể cũng xin hát bài. Tưởng hát bài gì, chọn ngay cái bài Sao em nỡ vội lấy chồng. Hóa ra ông bắt mình là không lấy vợ. Ông chỉ biết bản thân ông thôi. Sống phải có bầy đàn tập thể. Dạ thưa thầy. Em thấy nói xấu vợ như thế là vợ nhục rồi. Nhưng mà bây giờ bọn em muốn biết là khi nào mình có thể cất mồm đi để chửi vợ. Chúng quy làm sao để chúng ta chinh phục người phụ nữ, chinh phục được người vợ để người vợ khuất phục mình là gì? Ngoài có võ môn, chúng ta phải có tinh thần thể thao. Tinh thần thể thao là gì? Đó là vũ khí estrogen. Estrogen tăng cường chất lượng của người đàn ông. Không có cái gì địch nổi. Đây, estrogen của mình đây. Đây là vũ khí rất lợi hại, giúp chúng ta trở thành người đàn ông đích thực. Đây là viên tăng cường sinh lực estrogen. Ta cho vào cái cốc, nó sủi bọt tan tành, rút tan mọi sợ hãi, đánh bại mọi âu lo. Ta không thành lò xo, cho ta nhiều cảm xúc, uống đều đặn hàng ngày, giúp cho vợ ta vui. Mà khi vợ ta vui là dập vui cả tháng. Mà nhá, vợ đã vui rồi thì việc gì ta phải chửi nữa, ta phải nói xấu nữa, đúng không? Đấy, bọn em hiểu rồi ạ. Bây giờ nhá, muốn không sợ vợ thì phải làm vợ ta vui. Mà một khi vợ ta vui thì không bao giờ phải sợ vợ. Đúng rồi. Thưa thầy là nếu mà vợ nó sợ mình rồi ấy, thì mình có chửi nữa không ạ? Ồ, khi người vợ người ta đã vui, đã phấn khởi rồi, tức là người ta đã đầu hàng rồi, thì việc gì mình phải chửi, việc gì mình phải nói xấu. Bây giờ mình lại làm như thế thì hóa ra mình là một người lèm nhèm, một người không ra gì, đàn ông như thế không được, hèn hạ, đúng không? Đấy, việc gì phải thế, láo thì vẫn cứ chửi. Kìa, thì em đã nói em đầu hàng bố thằng cu rồi, thì từ nay đừng còn nói xấu em nữa nhá. Đúng rồi, ghi mà đã đầu hàng rồi chửi làm gì, lèm nhèm làm gì, đúng không? Vỗ tay. Trong cái giờ phút rất là thiêng liêng và trọng đại như thế này, tôi xin là chân thành tuyên bố kết thúc khóa học nghệ thuật chửi vợ vô năm một cách thành công rực rỡ. Và chúng ta không thể quên dành cho thầy và vợ thầy, và nói chung là không khí của chúng ta, bằng một tràng vỗ tay nữa. Dành ơi, đi được rồi, đến là dành dành. Ôi, thế này là Năng ơi, Năng lên xe anh chở đi chơi nào. Nhưng mà dành. Bố làm gì mà cứ rén mãi đấy. Bố, tao đang thử xem cái xe này nó vận hành kiểu gì. Xe cộ này nguy hiểm lắm đấy nhá. Bố muốn đi là phải học.
các cụ vào rồi, không thầy ấy, đố mày làm nên. Mày ai đấy? Đấy là câu ngạn ngữ thế. Ngạn ngữ thì mày ngạn ngữ với thằng khác, chứ không phải mày ngạn ngữ với thằng bố mày nhá. Thì không thầy đố bố làm nên. Mày bảo học cái gì? Tao nói với chúng mày bao lần rồi, nộp hồ sơ cho đi học. Chúng mày đã nộp chưa? Con bảo là con dạy bố, bố có cho con dạy đâu. Mày không làm thầy tao được nhá. Mày là con tao, bây giờ mày dạy tao thì mày là thầy tao. Cái đời tao ấy chỉ gọi một người là thầy, đó là bố tao, là ông nội của mày. Tóm lại ấy, bố muốn đi ở xe thì bố vẫn phải học. Đã thế thì bố mày tự mày mò bố mày học. Bố mày mò kiểu gì hả? Bố mày học thầy Trần Văn Mạng. Trần Văn Mạng? Cái gì? Bố lên mạng học á? Đời thủa ai đi học đi xe máy lên mạng học bao giờ không? Thôi, tóm lại ấy, là bố đi xe đạp vững rồi ấy, thì bố cũng đi được xe máy thôi. Nó đơn giản mà. Bố cứ cưỡi lên, đề nổ, nó tầm nhìn xa cách khoảng 100 mét, phóng nó đi thôi. Từ từ. Để bố nó còn tiếp thu. Cưỡi lên xe này. Rồi. Đề nổ. Gì nữa? Tầm nhìn xa, tối đa 100 mét. Bố không được nhìn gần, đâm vào người ta đấy. Bố mày nhìn hẳn 300 mét luôn, đến tận nhà thằng Dũng Huyên kia kìa. Đè nổ này. Rồi, sao nữa? Bố cứ ga từ từ là đi. Ga, đi được rồi con ơi. Đi được rồi. Ô con ga, con đi. Ơi, dừng lại thế nào? Dừng lại thế nào con ơi. Từ từ thôi. Ôi bà con làm nước ơi. Chứ họ tôi cái xe điện. Ôi bà nước ơi. Chứ họ tôi cái xe điện. Ôi bà con làm nước ơi. Chứ họ tôi cái xe điện. Ôi bà nước ơi. Chứ họ tôi cái xe điện. Chứ họ tôi cái xe điện bà con ơi. Rơi vào sân bóng bố. Chứ họ tôi cái xe điện bà con ơi. Chứ họ tôi cái xe điện bà con ơi. Xe điện. Ôi giời ơi. Không biết nhỉ. Đã bảo rồi, không thầy đố mày nào lên mà. Ôi giời. Bố có làm sao không? Sao cái tên sư nhà anh? Tôi đã bảo anh là anh không làm thầy tôi được. Mà sao tôi lại ngu thế? Tôi lại để cho anh làm thầy. Hôm nay nhá, tôi mà hút ngoài là anh chịu trách nhiệm. Mà sao cái xe tôi bảo nó không dừng lại? Bố muốn nó dừng lại thì bố phải bóp phanh chứ. Phanh đâu? Phanh đây. Bố chỉ cần bóp vào nó dừng lại. Cái thằng thầy ngu này, thế đấy mày dạy tao đi. Chứ mày có dạy tao phanh không? Con đã kịp dạy đâu, bố đã phóng đi rồi. Thế tóm lại này, phanh kia cứ bóp vào thế này là nó dừng lại chứ. Đúng, bóp cả hai phanh bên này nữa. Nhưng mà trước khi bóp ấy, bố phải nhả ga từ từ đã, không bố bóp vào. Chứ bố mà bóp gấp á là cắm đầu xuống đấy. Trời ơi. Cao. Này. Cứ bóp là dừng. Vâng. Rồi. Biết rồi. Ga từ từ thôi. Ngon rồi đấy. Phanh từ từ. Đấy. Thầy ngu ơi. Bố phanh được rồi. Vâng. Thế này là đi chở gái được rồi. Ê, cho đi. Bố đánh. Ui dồi. Bố đi từ từ thôi. Không cần phải thổi, tự động khắc vào. Chào bác, yêu cầu bác tắt máy xuống xe. Vâng, hôm nay anh em lại lập chốt ở đây à? Nắng nổi vất vả quá nhỉ. Đề nghị bác nghiêm túc. Các anh chả yêu cầu thì tôi vẫn chấp hành. Công dân gương mẫu mà. Bây giờ tôi lại yêu cầu các anh cho tôi thổi kiểm tra nồng độ cồn một cái. Thưa bác, trường hợp của bác chúng tôi nhận thấy bác không vi phạm dấu hiệu nồng độ cồn. Nhưng mà đây là yêu cầu của tôi. Các anh cứ cho tôi thổi một cái. Đề nghị bác chấp hành. Thôi được, nếu như các anh không đáp ứng được nhu cầu của tôi ấy, thì tôi đi nhá. Đề nghị bác dừng lại. Yêu cầu bác xuất trình giấy tờ để chúng tôi kiểm tra. Giấy tờ? Giấy tờ gì nhỉ? Giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm xe bắt buộc. Ôi thế đấy quá rồi.
Vậy mời bác vào trong này để chúng tôi tiến hành lập biên bản. Bác anh, trường hợp bác đây tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, không có đăng ký xe và không có bảo hiểm xe bắt buộc. Chào bác, mời bác ngồi ạ. Trường hợp của bác tham gia giao thông không đúng bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, thời điểm kiểm tra không xuất trình được giấy đăng ký xe và bảo hiểm bắt buộc. Trường hợp này chúng tôi sẽ lập biên bản và tạm giữ phương tiện. Ê, giấy tờ hả? Ô, tôi có. Chí Quỳnh, đây, có Quỳnh khối gì mà có giấy tờ lại bảo là không. Này, cái thẻ hội viên hội hưu trí. Đây là phó chi hội trưởng chi hội cờ tướng cờ sáng, được không? Giấy tờ của bác không có giá trị pháp lý ạ. Thôi chết. Thế thì cái trường hợp của tôi thì xử lý thế nào? Chúng tôi sẽ lập biên bản tạm giữ phương tiện của bác. Ê, cứ từ từ. Trước khi lập biên bản tạm giữ phương tiện, để tôi gọi điện cho người thân cái. Rồi, tôi chết rồi. Răng ơi, thế này là có khi không có xe chở em đi chơi rồi, lỡ hẹn với dòng sông rồi. Alo, Hoàng hả? Đang ở đâu thế con? Sao lại ở nhà? Mày không đuổi theo bố à? Này, xe của mày bị người ta giữ rồi, ra mà giải quyết nhá. Cái Linh đấy à? Thế thằng béo mày đâu rồi? Bác Đông đến à? Anh béo nhất cháu có việc bận đi ra ngoài rồi. Đang ở bác. Này, mày cho bác bận cái gì sợ của mày? Nó được rồi. Bên ý nhà cháu có kế hoạch chữa hiếm muộn. Chữa hiếm muộn thì phải ra khách sạn mà chữa. Ai lại chữa chỗ này? Ra khách sạn tốn kém lắm. Thì tốn kém cái gì? 300.000 là cùng chứ mấy. Thì 300. Được, bác đưa cháu 300 đi, cháu đổi cho. Ấy, mọi khi bác gửi cháu có 30, hôm nay bác thêm cho 50, đi khách sạn cho nó sang chảnh. Nó, ít nhất bác phải đưa cháu 300 thì cháu mới đổi cho. Nhà cháu tiện nghi có cái gì đâu mà 300 bác thế. Đứa là bác không biết rồi, nhà cháu đừng có kế hoạch chưa hiếm muộn. Đóng tiền nghi đầy đủ lắm. Đây, tôi giao lúc cho cô cái bộ dàn karaoke rồi nhé. Xong việc thì là gọi cho tôi ngay nhá. Tôi còn giao cho cái đám sinh nhật nó đang thuê cho tôi nhá. Đó, bác thấy chưa? Ở trong bên ý đầy đủ tiền nghi lắm. Có cả dàn karaoke nữa mà. Này, có cả karaoke à? Alo, tao vào tao xem cái. Này, cái loa này hay thế chú Chân Truyền nhỉ? Này, chú Chân Truyền ơi, cái này hát được cả karaoke à? Ồ, đây là loa 6X bác nhá. Hệ thống karaoke chuyên nghiệp luôn. Ôi trời, hay quá nhỉ? Vâng. Đó, bác thấy chưa? Tiên nghĩ nữa, tất cả các thiết bị ở đây đều là anh Minh Hà Trân Truyền này lắp cho cháu cả đó. Ô Linh Linh, sao anh bảo? Khách à? Vâng, bác đứng định thuế của em 300 nhưng mà mày chưa chịu. Ui giời, cái ông này để anh nói phát nghe ngay. Đây là bác. Đây là cái hệ thống vệ tinh trời mặt đất Trần Truyền Minh Hát mới thanh lý của đây, hơn 100 triệu. Đấy. Hơn 100 triệu kìa? Vâng. Mà này, nó bắt được hơn 1.000 kênh, mà trong đó có hơn 100 kênh phim mát cả đấy. Hả? Có cả 100 kênh phim mát kìa. Bác thấy có kênh kinh khủng không? Ừ. Đấy. Còn đây nữa này. Còn này nhé. Đây là loa karaoke hát chuyên nghiệp 6X mà các những ca sĩ chuyên nghiệp của Hải Ngoại còn Nam vẫn đang sử dụng đấy. Ca sĩ ở ngoại hát kìa. Vâng. Hay thế nhỉ. Đây này, còn cái này này. Cái này nó mới là khủng này. Đấy. Camera dung hít 4K Hi-Fi Stereo luôn. Này, Vinh ơi, cái hôm trước là bác thấy có cái camera ở đây, bây giờ lại cái khác, cái này nét hơn à? Ui giời, cái con ấy vứt đi, con này của thằng Dũng Hiếp này, nó mới là số 1, mà nó nét loài luôn. Ô, hay quá, Linh ơi, này, bác chốt luôn, bác gửi cháu 300, để cháu đi khách sạn cho nó sang chảnh, mày chữa cái bệnh hiếm muộn ấy mà. Vâng. Chú Trần Truyền ơi. Sao bác? Chú mách tôi cái cách kết nối giữ cái camera vào cái điện thoại được không? Rồi. Chú hướng dẫn cho cái nào. Đây nhá, đây này, bác nhìn này. Đây nhá, này.
bác nhìn thấy thằng nào đây chưa? Đây là chú. Đấy, thế thì là thế dâu thằng nào đây? Dâu tôi sao mà nét căng thế nhỉ? Nó còn bong từng sợi ra một thế này. Hay quá. Mà này, cái chỗ này này, bác mà có cái chuyện gì đặc biệt ấy, bác quay nó trở lại, không thể chơi vào được, nét nó mày luôn. Nhưng mà chú ơi, thế thì lưu thế nào? Đây này, bác chỉ ấn vào đây một cái này, là lưu được luôn. À, đấy. Ấn vào đây một cái, tức là lưu được hình ảnh ở dưới này. Đúng rồi. Úi trời, hay quá rồi. Đấy, chú giỏi. Bác. Tình hình như nào con? Tình hình là bị lập biên bản, giữ xe 15 ngày. Bây giờ không biết lấy xe đâu mà đi làm. Sao anh khoe nhiều quan hệ? Quen lắm công an. Thế xin ông tòa. Quen nhiều ấy, nhưng mà vi phạm như này ai người ta giúp? Đấy, tôi đã bảo anh rồi, anh không làm thầy được đâu. Cứ để người ta học cái anh Trần Văn Mạn, tự nhiên lại đi dí mũi vào, người ta bắt cho là phải. Nghiêm túc rút kinh nghiệm nhé. Có bố phải rút kinh nghiệm ấy. Không đi đo mà lục phạt lại đến mà cãi à? Tôi bây giờ mới chết dở đấy này. Lấy phương tiện đâu mà đi hẹn hò. Còn hẹn mới hò gì nữa. Ra ghê để con đưa về. Anh cứ mặc xác thôi. Anh đi về đi. Alo, cụ Đồng Đen hả? Ủa, đang ở đâu đấy? Trạm bơm hả? Đứng nguyên đấy, tôi có việc nhờ nhá. Ôi giời, may quá, cụ Đồng Đen đây rồi. Cụ Kinh nhỉ, cụ tìm tôi có việc gì thế mà gấp gáp thế hả? Tôi chờ cụ bãi, tôi đang định đi về này. Khổ quá, quốc bộ mấy cây số, mệt bờ cả hơi tay. Tôi sang mượn cụ cái xe điện. Sao bảo cậu biết đi xe máy rồi cơ mà? Thì tôi cũng vừa mới biết đi, nhưng mình lại không biết là đi xe là phải có bằng. Thế là công an họ giữ rồi. Thế tôi mới sang mượn cụ cái xe điện. Cụ cho tôi trưng dụng cái xe điện của cụ một ngày, tôi trả. Thì hôm nay đi căng quá, tôi bận lắm đấy chứ. Thôi, cụ đi taxi đi. Khổ quá, tôi chở bồ đi chơi, đi taxi nó không tiện. Cụ cho tôi mượn cái xe điện của cụ tí. Nhưng mà hôm nay tôi bận lắm cụ ạ. Bận thì cụ đi taxi đi. Tôi chi cho cụ 50. Cụ đi taxi, cụ cho tôi mượn cái xe điện. Tức là tôi đi taxi gì? Còn cụ đi xe điện gì? Rồi, cụ đưa đấy. Thì cụ cầm cả 100 đi. Mà này, cụ Kinh ơi, đưa bồ đi chơi ấy. Vào đi mà tâm sự, phải hay không? Ai để chui vòng này, rắn rết rời bọ hôi hám, không vào được. Cụ này, bề ngoài thì đổ nát hoang sơ, bên trong phương tiện thì tuyệt vời đầy đủ luôn nhá. Thế để tôi xem à. Đây, cụ vào đấy. Đấy. Cụ đi theo. Đấy. Cụ có thấy cái mùi gì không? Ui, thơm phức, cứ như là có nước hoa hay vậy? Ăn thua gì đây này? Đây là loa 6X, hệ thống karaoke chuyên nghiệp mà ca sĩ hải ngoại hát đấy. Mà này, còn cái này mới hay nhá. Camera của Dũng Hiếp, hệ thống này cực nét. Mà hai cụ có tâm sự ở đây mà nó lưu lại tất cả cái hình ảnh, những kỷ niệm của cụ. Cụ làm tôi thật bất ngờ. Thế cụ vừa cho tôi mượn cái không gian này, tôi tâm sự bà cụ tôi thích. Mượn à? Không được, hôm nay tôi bận rồi. Thế sao vừa rồi cụ bảo vào đây mà tâm sự? Tôi nói là để hôm khác nhé. Cái hôm nào mà tôi rảnh ấy, mà cụ bận thì cho bận ngay. Chứ hôm nay là rất khoát không được. Cụ bận cái việc gì? Ra quán bia mà giải quyết cho nó sang trọng. Bia ấy à? Đắt đỏ lắm cụ ạ. Hơn nữa là tôi bị tiểu đường, làm sao uống được bia hả cụ? Tóm lại này nhá, tôi không mượn mà tôi thuê của cụ cái không gian này. Tôi tâm sự bà bồ tôi, tôi đưa cho cụ thêm 100 nữa. Thôi, cụ nói vậy tôi đành chịu, là cụ đưa ra 100 ngàn đấy. Việt Nam ghi nhận thêm 45 ca mắc mới COVID-19. Đó là các bệnh nhân được đánh số từ 4.765 cho đến 4.000.
1109, trong đó có 5 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Bà Rịa Vũng Tàu. Này chị kia. Ủa cái gì đấy? Chị đi đâu đây? Đề nghị chị quay lại, không được ra ngoài. Bắc Giang là 2. Cái gì mà quay lại hả? Anh là ai mà anh dám đề nghị tôi quay lại? Xe ra cho tôi đi. Vớ vả, vớ vẩn. Hiện tại xã ta đang có dịch, cấp trên đã có lệnh trong bất sốc ngoại bất nhập. Đề nghị chị quay lại. Vớ vả, vớ vẩn, lệnh gì mà lệnh? Tránh ra cho tôi đi. Này, chị làm gì đấy? Này, bỏ tay ra. Mèo hết cái giỏ xe người ta rồi. Yêu cầu chị chấp hành cho. Này, nhớ bỏ tay ra. Anh Ken, tránh ra. Chị em này. Vớ vẩn. Chị này nhá. Chị dừng lại đi. Dừng lại cái gì? Anh ơi, trường hợp này không chấp hành. Đề nghị chị quay lại. Quay lại đâu? Hả? Người ta đi, người ta mua sắm đồ cho người ta đi vớ vẩn ngăn sông cấm chợ tránh ra đây. Xã ta đã có trường hợp dương tính với Covid-19. Chúng tôi đã nhận lệnh phong tỏa từ lúc 5 giờ sáng. Đề nghị chị quay lại. Lệnh đâu? Hả? Tôi nói cho anh biết nhá. Tôi dậy là từ 4 rưỡi ngày nào cũng đều như bắt tranh nhá. Tôi không thấy một cái lệnh nào ở nhà tôi cả. Anh nói lệnh đâu? Đưa đây. Lệnh đâu? Đưa đây. Thông tin đã được phát trên loa truyền thanh của xã. Chị không nghe à? Nghe loa truyền thanh xã? Ôi trời ơi, nghĩ gì? Chồng tôi đây này nhá, mới mua bộ dàn nhá, hơn chục củ. 5 cái loa nhá, đập inh ỏi, nhưng đây không thèm nghe. Thế nghĩ gì mà bảo nó đây nghe cái loa nhôm của xã? Để đấy biết tai à? Thế tránh ra cho tôi đi vớ vẩn. Này, đứng lại. Đề nghị anh tới vài đường, cưỡng chế bà này quay lại. Rõ. Cưỡng cái gì mà cưỡng? Này, xem đội còn bao nhiêu người nữa. Lôi hết ra đây để cưỡng. Quay chị quay lại. Này, này, còn bao nhiêu người nữa gọi nốt ra đây nhá. Thì kéo cô con này luôn à? Kéo thì kéo. Dạ, kéo cô. Này, cho anh. Sao lại có cái trường hợp như thế này? Không đeo khẩu trang. Kéo. Tôi đề nghị các anh phạt thật nặng. Kéo. Anh từ đây rồi. Anh xem quân cán của anh như thế nào mà ngăn sông cấm chợ, chặn đường chặn ngõ không cho tôi đi, mà trong đấy nhà tôi là dưa cả mắm muối hết sạch, không còn một cái gì cả. Mà tôi nói thật với anh, hôm nay là ngày quốc tế phụ nữ của riêng tôi, thế cho nên tôi cần phải đi ra ngoài, tôi mua sắm đồ, tôi về tôi phục vụ cho riêng tôi. Thế bây giờ đây đùng hết rồi đây này, ngăn sông cấm chợ không cho tôi đi, thế là thế nào? Anh giải thích đi. Thế này nhá, bây giờ chị về, chị cần cái gì chị ghi ra giấy, chị mang ra đây, chúng tôi sẽ có người mua và đưa đến tận nhà. Cái gì? Ghi ra giấy? Mang ra đây. Ôi dồi ôi, nếu mà để ghi ra giấy, tôi ghi từ sáng đến đêm không hết. Bởi vì nhà tôi là cần dùng nhiều thứ lắm. Mà hết đến 1000 thứ rồi, hết đến 100 thứ rồi, chứ không phải là một thứ. Thế nên anh đừng có bắt tôi viết ra giấy nhá. Nhà tôi là dùng toàn đồ xịn. Đưa các anh mua là không đúng theo ý nhà tôi dùng, tôi không dùng được. Cho nên là tôi chả chơi. Thế tôi đề nghị chị chấp hành. Chấp hành cái gì mà chấp hành, cái kiểu mua hộ tôi chả chơi. Thế cho nó nhanh. Cái kiểu gì để mua hộ? Con nghĩ béo à? Ôi dồi. Ông trẻ ạ. Người ta nói người ta giải thích từ nãy đến giờ mày không nghe tiếng à? Mày điếc à? Ông đi về đi. Đấy, nó giải thích như ông Bảy nó có tình có lý tôi còn nghe nhá. Chứ nhìn như mấy cái ngữ kỳ ấy còn lâu mới nghe. Ông nói thế cũng có tình có lý. Cháu nghe theo ông, cháu đi về. Về đi. Dạ vâng ạ. Đánh ra. Con béo ấy là cháu dâu chồng họ của tôi nhá. Thì bây giờ anh là người có tiếng nói trong họ, là anh phải về, anh phải tuyên truyền để cho người ta biết, để người ta chấp hành. Đã xong rồi, bây giờ là rồi, anh em mình sẽ rà soát cái việc là bây giờ là những cái trường hợp Covid-F2, đúng không? Ôi, này, anh kia, anh đi đâu đấy? À, tôi vào trong làng có một việc quan trọng đấy. Vào, hết tôi ra ngay mà. Không được vào, mày quay lại. Sao quay lại? Ở đây đã có trường hợp dương tính với Covid-19. Chúng tôi đã nhận lệnh phong tỏa từ lúc 5 giờ sáng. Mời quay lại. Các chú các anh nhầm nhọt thế nào? Cả buổi chiều hôm qua tôi ngủ đây có thấy Covid có veo đâu. Tôi vào thì tôi ra ngay mà. Đây anh quay lại. Chỗ đàn ông với nhau. Nói thật này, tôi có con bồ ở trong này. Tôi vào tôi đưa cho nó viên thuốc hạ sốt rồi tôi ra ngay. Thế thì càng không được. Mời quay lại đi. Thôi. Này. Thấy tổ công tác vô cùng vất vả. Cẩn thận nằm đi. Anh cất tiền đi. Anh cất tiền đi. Mời anh quay lại. 5 lít cơ mà. Cầm đấy. Không ai nhìn thấy đâu. Tôi bảo anh cất tiền đi. Mời anh quay lại. Vào đi ra ngay. Đấy anh vào đi. Tôi sẽ gọi tổ y tế đến lấy mẫu xét nghiệm và cách ly anh 21 ngày luôn. Mời anh vào. Đấy anh vào đi. 21 ngày cơ à? Đi thôi. Toàn người vô ý thức như thế này thì bao giờ mới hết dịch bệnh? Trong dâm có Covid thật đấy à? Ủa ôi. Nhiều F2 thế này cơ à? Thôi. Chào các anh nhé. Này, tôi nói tổ công tác các anh nhá.
từ giờ phút này không được cho bất cứ một ai đai vào. Mà tôi nói cái việc này là chính là tôi nói người nhà các anh ấy. Dạ vâng ạ. Chú qua đây uống nước ạ. À. Rồi chú xin cốc đá cháu. À cháu ơi, dạ. Cho chú hỏi, chú muốn vào thôn Dâm, xã Đại Long, có con đường mòn lối mở nào không ở trong? Con đường nào khác? Người ta đang phong tỏa chú ạ, không vào được đâu. Ai chẳng biết là đang phong tỏa, nhưng mà chú có việc cần, cho nên chú cũng cần vào cháu. Có con đường nào không? Theo cháu ấy là chú có việc gì thật là quan trọng thì chú mới vào, chứ chú đừng vào nguy hiểm lắm. Nguy hiểm thì chú cũng vào, có việc quan trọng thì chú mới cần vào. Thế nên có gì cháu chỉ chú chút thôi. Nước này con ơi. Đây, bố cháu đây này. Có gì chú hỏi bố cháu đấy. Bố cháu biết. Cái gì vậy con? Chú ấy hỏi gì? Chào bác. À, Quỳnh, chào chú. À, chú ơi, cho tôi hỏi thăm. Bây giờ đi vào thôn Dâm, xã Đại Long, có con đường mòn nằm đi tắt, chú chỉ cho tôi thôi. Ừ. Bên đấy người ta đang dịch to lắm, người ta đang phong tỏa hết rồi. Đường thì thiếu gì đường. Thế mà sao bác lại lao vào trong đúng cái tâm dịch như làm cái gì? Ai chỉ biết là phong tỏa, ai chỉ biết là dịch. Nhưng mà tôi có việc quan trọng, cần vào. Đường thì thiếu gì đường, nhưng mà vào thời điểm đấy nó nguy hiểm nữa. Thế bác có việc gì mà quan trọng đấy? Chả nói giống được chú. Tôi có con bồ, nó bị sốt, cho nên tôi muốn mang cái thuốc vào mà. Chú giúp tôi với. Tức là bác mang thuốc hạ sốt vào trong thôn Dâm nhỉ? Vâng. Ôi gì, tưởng gì đấy, thuốc thì bác đưa em ship cho phút mốt vào nơi luôn. Thuốc là một chuyện, nhưng mà ship người mới quan trọng. Đấy đấy, cái giống đàn bà chú biết đấy, nó lên cơn sốt mà không có hơi của tôi mà, thì nó cũng hạ sốt được. Cho nên chú giúp tôi. Hết bao nhiêu tiền, tôi thanh toán. Ôi ở đường vào trong ấy nó gập ghềnh mà nó phải đi, nó phải luồn cúi khó đi lắm, sợ em sợ tốn kém cho bác thôi. Ui giời, tôi là lính tráng, gập ghềnh khó đi tôi vẫn đi mà không sợ tốn kém. Hết bao nhiêu chú bảo tôi. Thôi rồi, đường nó khó đi thôi chứ em không quát bí bác hay gì làm gì. Thôi em lấy bác nửa triệu. Vâng. Tức là 500 gì? Vâng, 500. Cho hẳn chú 600. Ôi giời, thế tốt quá. Chú nổ số tài khoản cho tôi để tôi bánh kinh cho chú. Ăn chơi thì hay sợ mới rơi. Bằng cứ nhậu bao nhiêu. Tôi chuyển hẳn cho chú 1 triệu. Tức là 1 củ nhá. Ôi thế bác chuyển cho em 1 triệu làm gì? Có 600 thôi mà. Chú 600, nhưng mà cho cháu gái 400 mà thích tiêu thì tiêu. Con gái à? Vâng, con gái em ạ. Khẩu, khẩu ghê. Bác nhanh chân để đo em cái. Ôi trời ơi, chú ơi. Chân chú có một đoạn thế này. Mà sao chú đi nhanh thế? Chú đi từ từ cho anh theo với. Thế chân bác dài hơn em mà bác đi chậm hơn em làm thế nào? Tự thở bé rồi tôi có làm ruộng lội ruộng bao giờ đâu. Thôi từ bây giờ này nhá. Hả? Cho bác đi trước. Này này này. Chú đi trước, tôi làm sao biết được, chú là người dẫn tôi mà. Khổ quá, bác đi trước. Em đi sau để em hộ tống bác để cho bác đỡ phải theo em. Không được, chú là người đi trước. Thôi được, bây giờ này nhá, bác đi theo em, bác chịu khó là em cúi thế nào bác cúi thế nhá. Em luồn thế nào thì bác lại luồn theo như thế. Không được, tôi nói cho chú biết nhá, chú nhìn lại mà thôi đi. Từ thở bé giờ nhá, tôi chưa biết luồn cúi là cái gì hết. Chú đừng bắt luồn cúi. Bác cái một cây ra thế này, em nói cho bác biết như thế này. Ở trên cái cuộc đời này nhá, mà không biết luồn cúi thì còn lâu bác mới về được đích nhá. Nói thế thì người ta bảo người ta luồn thế nào luồn theo thế mà không theo rồi. Thế thôi thì bác đi mình đi. Thế à, thôi được rồi. Bây giờ chú làm thế nào? Tôi làm thế đấy. Bây giờ chú cúi thì tôi cúi, mà chú luồn thì tôi luồn. Đúng rồi nhá, thì bác phải nghe em thì không vào kia người ta phát hiện là chết đấy. Chú đi trước đi. Đi trước nhá. Ừ. Nào cúi. Cúi này. Cúi này. Cúi này. Luôn 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 này. Luôn 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 này. Cúi này. Cúi cúi cúi. Luôn 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 này. Luôn 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 này. Luôn này. Cúi này. Cúi này. Luôn 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 này. Luôn 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 luôn. Từ từ thôi. Cúi luôn. Nhanh lên. Cúi xuống. Luôn. Luôn.
xuống. Luôn. Nhanh lên. Ôi. Mệt quá chú. Cách. Chết mẹ. Chân phòng người ta lượn như mắc cửi thế kia. Mà trông bác như con tắc kẻ hoa thế này. Em đảm bảo với bác nhé, bác chỉ cần bén bảng vào nó bia làng cái là người ta chộp được bác luôn. Mà chộp được bác ấy là bác tù đấy. Tù là việc của chú. Tù là việc của bác chứ gì. Tù là chú. Đã rồi, tù là việc của bác. Việc của chú đi tù. Khổ quá nhỉ. Bác có nhu cầu vào trong làng chứ em có nhu cầu vào làng đâu. Mà tù là việc của em. Này, em bảo. Tất nhiên là tôi. Mình rồi, nói to thế. Hay bây giờ thế này. Để mai em dẫn bác trốn vào trong làng được không? Chứ cho nó an toàn. Chứ bây giờ em đảm nó vào cái là người ta trộm được ngay. Không được. Này, chú đừng khôn lỏi nhá. Chú xui tôi bỏ cuộc để tôi mất tiền đặt cọc à? Bây giờ chú cách nào chú nghĩ đi nhá. Để tôi vào. Thôi được rồi. Thế bây giờ em có cái cách này, nhưng mà không biết bác có chịu được không? Cách gì? Bác có chịu được nhục không? Nhục thì tôi nhục cả đời rồi. Nhục từ trong bụng mẹ tôi nhục ra. Mà bây giờ tôi vẫn đang nhục đấy. Nhục bây giờ thêm tí, không sao. Tức là nhục thêm tí không vấn đề gì với bác gì. Thế được rồi, thế được hay rồi. Thế bây giờ này nhá. Bây giờ bác làm cho em thành con súc vật. Được không? Này, chú nhìn lại mặt tôi đấy nhá. Chú ăn nói tử tế đàng hoàng nhá. Không tôi tát một phát là vỡ mồm nhá. Tôi đường đường là một đại gia nức tiếng ở cái vùng này. Mà chú định biến thằng đại gia súc thành súc vật à? Hả? Vớ vẩn. Thế thì em đã mà cả bác là bác có chịu được nhục không thì bác bảo chịu được thì em mới bảo bác làm súc vật cho em nhé. Bây giờ chú cách nào chú cứ nghĩ nhanh đi. Để cho tôi vào làng. Thế em mà bây giờ em hết cách rồi. Hết cách chú cứ phải nghĩ ra cách. Nhưng mà em mà hoan được cầm tù. Anh thấy thì anh cứ vào đi. Anh vào đi, anh cứ giỏi anh vào đi. Anh giỏi anh vào đi. Thôi. Người ta mà hết cách thôi, rồi. Thôi. Hạ nhiệt. Sao chú nóng tính chứ. Nói thế thôi. Bây giờ chú nghĩ nói bẻ thôi. Mà bé cách nhà cách cho tôi làm súc vật được. Thế thì bác thống nhất thì bây giờ bác làm con súc vật cho em nhá. À. Tốt rồi. Đấy. Mỗi cách đấy là vào trong làng cách ly liền con thỉu luôn. Nhưng mà chú định sắp xếp cho anh làm con gì? Bác làm cho em con trâu chứ. Trâu à? Ừ. Kể mà làm con dê cụ thì hơn nhỉ. Bây giờ thế không nói để con chuẩn bị nhà em đẩy dê. Bây giờ chuẩn bị có kịp không? Thôi. Về vào mất thời gian. Thế thống nhất bác làm con trâu nhá. Được, trâu cũng được. Nhưng mà dạo này trâu hút hơi bị yếu đấy nhá. Không sao. Làm trâu nhá. This. Kêu lên. Tao đã làm trâu ngựa bao giờ đâu mà mày bắt tao kêu. Thế thì im mồm à. This. Này. Yeah. Anh kia. Anh làm cái gì đấy? Ôi thế theo anh thì em đang làm cái gì ạ? Ra trâu hả? Dạ đúng rồi đấy ạ. Sao con trâu này kêu ghê đấy? Chả là có cái con trâu nhà tôi đang bị động đực. Thôi, cho trâu quay lại đi. Đây là khu vực cách ly nhá. Này các anh ấy, buồn cười thật. Đây em đang ở địa phận xã bên em chứ em có sang xã có dịch đâu mà. Nhưng mà tình hình dịch ở bên xã này đang rất là căng. Anh cho trâu quay lại nhưng mà tôi cho cách ly cả trâu lẫn người đấy. Vâng, thế thì tôi cho nó đi ăn nốt đi chỗ bờ cỏ này xong rồi tôi quay lại luôn mà. Đeo khẩu trang vào. Vâng. Anh ơi, bên xã anh còn cái khẩu trang là cho em xin cái. Anh có khẩu trang rồi còn gì? Không, em đeo cho con trâu cho nó chắc. Này, tôi không đùa với nhà anh đâu nhá. Cho trâu quay lại, tôi bắt đi cách ly đấy. Vâng, ăn nốt cho này về luôn mà. Ăn đi. Ăn đi. Này, người ta đi thì cứ nghe họ là cái gì. Ui trời. Điên, người ta đi rồi. Mày còn ngồi trên lưng đao. Khổ quá, trâu nó không biết nói tiếng người cúi xuống. Thôi thế bây giờ không cưỡi nó mà rong nhá. Đi. Mày đánh nhau thế à? Ôi trời ơi, trâu nó không biết câu đâu. Khổ quá nhỉ. Đi. Sao chết lại? Để mà.
vào nào. Bắt ngày đeo tôi thế này, đeo hết khẩu trang vào, đi về đi. Các anh ơi, trong thôn dân hôm nay mở hội gì thế? Trong thôn dân đã có trường hợp dương tính với Covid-19. Chúng tôi đang phong tỏa để tìm ra F1 và F2. Mời anh chị quay lại đi. Thế là không được vào à? Dạ không ạ. Thế thì nếu mà bán vé thì bán cho chúng tôi 5 vé để chúng tôi vào xem mặt F1 ngắm F2 nó thế nào. Đã bảo không được vào, mời anh chị quay lại. Ui mẹ ơi, chắc có Covid rồi, quay về thôi. Thế không được vào? Không được vào. Mà ra đường thì đeo khẩu trang vào, đang dịch bệnh như thế này. Cứ quay lại đi. Thôi vào thì thôi. Về căng. Cho đùa nhỉ.